Bây giờ thì mình sẽ sử dụng một chiếc vỏ lãi để di chuyển ra phần mộ của Trinh. Do gia đình không có đất chôn cho nên là phải nương vào một cái miếng đất, và để đi vào cái phần mộ của Trình á, mình phải sử dụng một cái chiếc vỏ lãi để di chuyển. Cách nhà của mình làm phần mộ là cách bao xa vậy cô? Hả? Phần mộ của Trình á, cách nhà mình khoảng bao nhiêu mét? 500 mét. 500 mét à? Phải đi đường xuồng không, vậy đó có đường bộ. Tại vì đất nằm ở giữa đồng khớm á. Nó không có tiền mua với đuôi. Dạ. Mua đất ta. Nó khổ hồ, nó bán đuôi rẻ mình mua rồi có làm ăn chứ mình có tiền đâu mua, mà tiền mới không có chỗ ở mới mua có chút là ở đó. Miếng đất kia thôi cô. Đây là con từ miếng này nè. Dạ. Miếng này là tới miếng đó đó. Là cái miếng đất nhà mình ngang có vừa mấy mét. Vừa làm khóm rồi có cái phần mộ, con thấy 3-4 cái phần mộ. Ba cái. Cha mẹ. Cha mẹ nó với nó. Cha mẹ với nó là 3 người. Dạ. Cha mẹ của Trinh, rồi Trinh nằm kế bên. Đúng rồi. Ngoài sao còn ông nội thì ở trên đất vuông nhà của chú. Dạ. Phải lên xuống đi con. Bố kia đấy. À là sáng nay mình vừa mới xây xong luôn. Ngày mai mới bắt đầu sơn lại. Vợ nó nói là để tháng 3 thanh minh rồi lên dán cho cha mẹ nó. Với dạ, nó luôn. Tại vì giờ người ta đang làm nhà Tết, người ta bàn giao người ta làm. Nữa mà không có thợ làm. Dạ. Người ta giúp được nhiêu đó thì rồi đó. Thì ta lại thấy muốn mừng nữa tháng 3. Tháng 3 rồi ta lên ta mần dùm cho ta dán sẵn dán cho cha mẹ nó luôn. Cuộc mấy ổng làm nó to hơn, bự hơn cha mẹ luôn, bự hơn cha mẹ. Thì bên nhà thì nguyện cho cái quan tài quá đã luôn. Dạ. Là hội thiện nguyện nào tài trợ cho ông quan tài vậy? Ở chợ gạo. Chợ gạo. Chợ gạo nhưng mà hai giờ quên tên rồi. Chợ gạo lên đây xa lắm mà. Xa lắm mà ta chở bằng cái xe gì mà, như cái loại xe mà đưa đám á. Dạ. Cái xe kiểu xe rồng xe gì đó. Hồi đó sao biết cô Diệu Phước, cô Diệu Phước ta giới thiệu. Dạ. Cô Diệu Phước đăng nó lên á. Dạ. Cái người ta thấy nó bất cần thì ta giúp. Đây là hai phía sau là hai phần mộ của ba mẹ Trinh. Ba mẹ nó nằm đầu nó. Dạ. Nó nằm sau đít nè. Mẹ nó nằm bên đó. Mẹ nó. Và ngày mai là bắt đầu mở cửa mã. Nhưng mà con thấy xây mộ của Trinh to hơn và nằm ở trước ba mẹ. Nằm sau. Xin lỗi, nằm sau. Nằm chân á, nằm chân. To hơn, cao hơn nữa. Biết sao, hồi đó cha mẹ nó đào xuống. Dạ. Đào xuống rồi giờ thợ nó giờ nó kỹ thuật hơn nữa đó. Khoảng mùa này nước hơi lớn. Nước nhiều, đào nước xuống là không được. Phải giờ phải chôn trên mặt đất. Vậy là cái kim tỉnh là nằm trên mặt đất, là ngang đây luôn nè. À, dạ. Vậy là mình phủ xi măng lên thôi. Phủ xi măng lên có nhiêu đây nè. Cảm ơn, cái gì? Phải là cao. Còn phần này là phần làm giả thôi. Phần làm giả cái núm đó. Dạ. Cách đây 2 ngày trước khi mà Trình mất khoảng vài giờ đồng hồ á, thì con nhận được cái hình ảnh của anh Philip Cu. Anh Philip Cu gọi là ba nuôi. Ba nuôi. Thì anh có gửi, thì anh có với mẹ con, xin lỗi là ba mẹ của Bí Tiến đến thăm. Thì lúc đó Trình có chối hay là nhắn nhủ cái gì không vậy cô? Lúc đó thì Trình không nói gì, mà có lúc thôi khoảng chừng 8-9 giờ tối á. Thế nó nói cái thương lắm không? Nội không con đi. Không đi, xong chưa? Là hai đang vệ sinh nó xong á. Xong chưa, không con miếng đi. Mới không có cơ hội để không. Con mệt chứ lắm rồi, không nổi 3 ngày nữa đâu á nội. Mà dậy cái phi đi luôn. Cái lúc 12:20 hay dậy hay ngồi, hay dậy hay nằm từ tối là tới giờ đó là hai chưa có ngủ, hay nằm hay bấm điện thoại hay chơi đặng chờ đặng canh đặng chậm nước hư nước ấy trong người nó ra đó. Cái hồi đó 12:20 cái hay dậy hay ngồi dậy hay lấy bông hay chậm đó cho xong, rồi cái hay dọn dẹp xong cái nói xong chưa nội. Bóp giùm hai cái tay con, hai tay làm vậy nè, giờ nó đau nó mỏi rã rời luôn rồi, nó bóp con cái hai bóp 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 vậy
nó bị bóp nhẹ nhẹ nữa chứ đừng là mạnh đau lắm. Bóp vậy cái hai thấy nó lạnh quá đi, hai tay lạnh ngắt mà hai không biết là nó có dấu hiệu nó mất rồi đó, mà mình không biết, thấy lạnh tanh luôn á, lạnh ngắt, hai tay lạnh ngắt luôn á. Cái hai mới để vậy nè, hai tay để gì, hai lấy cái mền hai đậy lên, hai tay con lạnh quá đây, nổi đắp cái mền lên nha. Cái nó dạ dạ, cái nó nói nội ngủ đi, ngủ chút đi, cái thôi vậy con nằm niệm Phật đi nha, con ngủ con niệm Phật cho nội nghỉ chút, nội đuối dữ lắm rồi, cái là ngủ đi, cái hai ngủ quên, ngủ nằm xuống cái ngủ luôn, bị đuối quá rồi, giật mình vậy canh bị nhớ chừng là phải dậy đằng thai cái để nó tràn xuống gạch, cái vậy giật mình vậy là 1:40 cái hay mệt bây giờ thì sao thấy cái miệng nó hở hở mà sao không nghe tiếng thở tiếng kêu, thường thường nó thở nó cũng nghe e e, cái mệt đúng vậy, anh chưa tự tin nghi rồi, cái hay lấy cái điện thoại hay bật lên như có độ sáng á, đằng hay nhìn đi nó không có cho để đèn sáng, nó để đèn mờ mờ hay không thấy không rõ. Giờ nó thấy im re không còn thở, cái bụng im re luôn, hay thấy cái tay giờ nó im re luôn, quýnh quá hay chạy ra bị cô Diệu Phước ngủ hồi trước, mà cô Diệu Phước chắc cô có linh tính mà tại học cô không có nói cho mình sợ, sao mình sợ gì, cô cúng xong buổi chiều đó 5:30 cô đứng về dưới chầu ánh chùa, cái 8:30 cô lộn trở lên cô hồ để lên chơi với Trình, ai về là trong cái khung giờ 12:40 tới 12:20 tới 1:40 là nó không biết nó chết cái khung giờ nào, mà trong cái thời gian đó có chừng tiếng đồng hồ thôi mà. Vậy là Trình cũng biết linh tính rồi, linh tính rồi. Dạ. Rồi lúc đó thì chắc nó đuối nó mệt đó, cô hai cũng báo tất cả mọi người biết trong đêm luôn, biết trong đêm luôn, nhắn rồi biết sao vô cái ra chạy cô Diệu Phước vô, cái cô đuổi hai ra sợ hai xúc động rồi liên quan tới cái gì cổ lúc cái gì sợ khóc quá, sợ khóc với cái làm cho nó phẫn loạn gì để cổ hậu niệm cho nó. Dạ. Cái hai cổ với cô Ngọc, hai cô là ngồi ngay cửa phòng luôn hậu niệm luôn tới 1:40 mà hậu niệm luôn cho tới 5:00 là cổ gọi điện, cổ nhắn tin là mấy cô kia 5:00 là vô đủ hết luôn, 9-10 cô chú, 9-10 cô luôn. Con nghe nói lúc mà Trình mất là trong cái tư thế hay dựa vào tường ngủ hả? Dựa đầu gối. Dựa, tại vì trong cái tường thì dạ. Chất ba cái gói ôm lên, cái giò mà không có bị sưng á, dạ. Là nó dựng lại, nó dựa vô cái đó. Mà cái giò nó dựa luôn, tới 12 tiếng sau là chú nó nè, kéo ra tỉnh bơ luôn. Vậy là lúc mà hậu niệm thì cái chân cứ nhắc à? Người cứ ngắt hả? Mềm xèo luôn á, bước qua mềm xèo luôn đó. Nhưng mà cái chân mà dựa lên á, mình có thể để kéo ra thẳng băng luôn. Dạ. Có cái chân bệnh á thì không có dám đụng tới thôi. Mà đúng 12 tiếng hậu niệm xong là mình mới hạ chân xuống được. Là nó mềm xèo luôn. Mới công nhận Phật pháp nhiệm màu thiệt đó, đó giờ cô không bao giờ cô nghĩ tới chuyện đó luôn. Cô thấy cái gì nhiệm màu đặc biệt? Nhiệm màu là lý do người chết á, như ông xã hai chết á. Là vì 9:00 ông đi ngủ mà tới 5:00 hay phát hiện là ổng như cục cây luôn, ổng cứng á. Cục đá luôn mà lạnh như nước đá luôn á, mà bé Trình nó không có cứng, nó không có lạnh, nó không có cứng, nó nằm nó tươi trong là cái con 12 tiếng vẫn tươi và vẫn ấm. Vẫn tươi, vẫn mềm như mới tắt thở. Mặc đồ được áo sơ mi mà vẫn vô được, áo sơ mi dài tay mà vẫn vô được đàng hoàng, không tưởng tượng. Tại vì con tiếp xúc rất là nhiều người mất thì con thấy khi mà mất xong cái cơ thể nó cứng nhắc à? Ừ, nó cứng đơ luôn, như ông xã hai nè, cứng như cái khúc củi luôn. Hay là do mấy cô niệm, hậu niệm dữ? Do hậu niệm. Dạ. Cô nói, bây giờ cô Diệu Phước ra, biểu hai ra sao nghỉ đi, mà đuối lắm ra sao nằm nghỉ đi. Cái hai hỏi, cô ơi, hậu niệm mà tới 10 tiếng, 12 tiếng nó cứng nhắc làm sao thay đổi cho Trình. Lúc là chết, phát hiện chết là để nguyên, không có đụng tới nó luôn. Rồi sao thay đổi? Đừng lo, đừng nói gì hết, đừng lo, rồi cô sẽ thấy, cô sẽ thấy, cô sẽ tin. Phật pháp nhiệm màu lắm, thiệt luôn, lòng mình có thầm, thầm kính lắm, thành ra nó nhiệm màu lắm luôn, không? Giờ hay thấy rồi. Thiệt. Mới có 15 tuổi. 15, 2006. Thương quá, trời thương. Con nhớ là cách đây 3 tháng trước á, khi mà con thăm á, thì lanh lắm. Bữa nội ngoài Hàng Lan bấm điện thoại đi không vô đó. Dạ. Chơi với thằng em đó, em bạn gì đó. Nhưng mà sau đợt này có phòng gì có 2 ngày sau là nó sụp luôn tới mất. Nó sụp luôn, nó nằm luôn, nó không ngồi dậy được luôn tới mất. Rất là nhiều người sau khi mà xem clip của con á, ai cũng khen là mặt khôi ngô tuấn tú. Mà tao nó chết mà nó cũng vẫn tuấn tú. Dạ. Tao chết mà tao đẩy mặt lại em. Cô Diệu Phước không cho đẩy. Nằm cái mặt từ trong nó, cái mặt người ta đẹp gì để cho tao Phật nhìn người ta chứ, tại sao mà để đậy, là chú nó lấy khăn đậy mặt, con người ta chết người ta phải đậy mặt,
thì chú không cho. Chú nó đậy sợ đùi đồ đeo á, không ngộ không. Cái hồi nó chưa chết á, nó có cái mùi ở trong nó ra, nó đen thù lùi, nó rất là hôi. Tí là hai kỹ dữ lắm luôn á. Ai ngồi cứ như 24/24 trong phòng nó hai kỹ, vẫn có cái mùi. Chú nó vừa tới cửa là nghe có cái mùi thối rồi, nghe cái mùi thoảng thoảng thối rồi, mà tự nhiên nó chết rồi, không còn một mùi gì luôn. Thôi Diệu Phước cũng nhận nhiệm màu thì nó chết rồi. Cô nói là Phật trước nó mới có cái mùi gì đó. Chứ không ấy là nó thường thường mà người mà có vết thương mà chết ra rồi hôi tanh lắm. Đặc biệt là cái chân của Trình á, con nghe nói là ngoại tử dũng ở bệnh viện Tiền Giang là mọi người chịu không nổi đâu. Chịu không nổi, bác sĩ cho về đó. Bác sĩ nói, bác sĩ yêu cầu kêu hai vô phòng. À, nói riêng á, nói chị ơi, bác sĩ trưởng khoa nha, trưởng khoa ông Bốn mà ổng là phó giám đốc Bác Hùng á, phó giám đốc bệnh viện Tiền Giang. À, chị ơi, tôi nói chị này số phận của Trình thì nó phải, chị phải chấp nhận thôi. Bây giờ tôi nói vậy là ở đây thì cũng được, mà cũng không phải là không được, nhưng mà bây giờ ảnh hưởng người khác, nó rất là hôi, nó hôi lắm luôn á, nó thối cái mùi như tưởng con gì chết á. Mà giờ thôi đem về đi, thì tôi sẽ cấp một phim gì nó đau quá, nó vẫn chính á. Tưởng tượng không, người ta chỉ 24 tiếng đồng hồ là 3 liều thôi, mà nó 24 tiếng đồng hồ nó phải 6 liều nó mới chịu nổi á. Ôi, nó kêu Phật ơi, Phật ơi, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Phật phát nhiệm màu sao không rước con đi. Ai cũng nói Phật phát nhiệm màu hết. Phật ơi, không rước con đi để con đau đớn như vậy. Phật ơi, Phật đứt ruột luôn, không nó nhức dữ lắm. Dạ. Lúc đó em cũng muốn là đi sớm. Muốn đi sớm luôn. Lúc đó cô nghe cô có tâm sự gì cho em vực dậy không cô? Cái hai mới nói thôi, con ráng đi, Phật pháp nhiệm màu có thiệt, nhưng mà chưa tới giờ để giờ tốt để Phật trước con. Phật cũng phải lựa giờ, lại dựa dắt trước con cứ niệm đi, con cứ niệm đi, đau càng đau con càng niệm lớn lên, con la lên, con nói Phật ơi rước con cứ làm vậy rồi con sẽ qua cơn đau. Cái sao cái hai nói gì cái nó la nó đã rồi họ cái nó dịu cái nó ngủ. Mình vừa mới từ phần mộ của Trình trở về nhà, và trong vòng 4 năm bà nội của Trình phải đón nhận 3 cái tin buồn, gồm ba mẹ và bây giờ là đến lượt của Trình. Những cái vòng hoa này là được anh ba nuôi của Trình tự tay xếp lại, đó là anh Philip Cucu. Mình cũng cảm ơn anh Philip Cucu trong thời gian dài quan tâm đến Trình rất là nhiều, và đặc biệt là ba mẹ của bé Tiến, chị Hiền. Hoa này là anh Philip Cu à, ảnh làm đúng không cô? Em mới có 15 tuổi à. Cách đây hơn 1 năm trước khi mà Trình chưa phát bệnh á, thì em còn rất khỏe mạnh, thậm chí là mọi người thấy có một cái huân chương này. Hội kỳ phu động lúc đó thì Trình tham gia cái cuộc thi chạy bộ và đạt được huân chương của tỉnh. Nhưng mà cuộc đời của em khá là vắng số. Câu chuyện của Trình khiến mình nhớ đến trường hợp của Bí Tiến đã từng bị ung thư xương. Đến thắp cho em một nén nhang, cũng hy vọng rằng em ở bên kia thế giới phù hộ cho mọi người có sức khỏe. So với mọi người thì em vắng số hơn, em không được hưởng những cái điều tốt đẹp hơn so với mọi người. Hy vọng rằng em ở bên kia phù hộ tất cả mọi người nha. Anh cũng lâu lâu anh sẽ ghé thăm em, thăm bà.